Rồi chào các em nha. Bây giờ mình sẽ vô vẽ cái bài tập đồng phân của C5H12 ở cả dạng cấu tạo thu gọn và dạng khung phân tử ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính công thức K trước. Bất kỳ những cái bài tập nào liên quan tới đồng phân mà có công thức phân tử cụ thể từ đầu rồi á thì mình sẽ lắp vào là K bằng số liên kết bi và vòng ha. Nó chính là 2 lần C trừ H cộng 2 tất cả chia 2 này nha. 2 nhân 5 ha, trừ 12 cộng 2 tất cả chia 2 ha, mình ra bằng 0. Tức là nó sẽ không có pi và cũng không có vòng luôn. Tức là lúc mà mình vẽ, mình sẽ vẽ liên kết đơn thôi, không vẽ liên kết đôi, không vẽ đóng vòng lại nha. Vậy thì bây giờ chất đầu tiên mình sẽ vẽ là ở dạng cấu tạo thu gọn, tức là đầy đủ C và H ra nha, thành từng nhóm một. CH3 nè, CH2, 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 CH3 đúng không? Tổng cộng mình sẽ có đủ 5 C ha. Điền đầy đủ là H nè, H hai bên này là 6 nè. À, 2 nhân 3 giữa là 6 nữa, tổng cộng đủ 12H rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ dạng phân nhánh của những chất này. CH3, CH rẽ xuống là CH3 ha. Vậy thì còn lại là mạch chính mình sẽ còn 4C ha, mình rẽ một nhánh xuống thì giờ 2C rồi. Thì còn 2C nữa là đủ ha. Tiếp theo bây giờ nếu mình dời cái nhánh từ đây sang đây á nha, mình dời như thế này là sai rồi nha. CH3, CH2, CH, CH3, CH3 như vậy là sai nha các em, mình không có vẽ kiểu này nha. Tại vì ở đây hợp chất này đối xứng qua đây đúng không? Chẳng qua là mình đang lật công thức lại thôi, cho nên cái chất này mình sẽ không chọn đây nha. Chất này là nó trùng lại cái chất thứ hai rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ là rẽ thêm một nhánh lên trên nha các em, mình sẽ vẽ thêm một nhánh lên trên mới đủ. Rẽ lên này thì nó sẽ có hai nhánh ha, vậy mạch chính của mình chỉ còn lại 3C. Bốn cái CH3 cùng nối với một C ha. 4 nhân 3 thì cũng là 12H. Đó là mình xong cái dạng cấu tạo thu gọn nhất có thể rồi đúng không? Nhưng mà còn thu gọn hơn được nữa là về khung phân tử, tức là mình không biểu diễn CH ra thôi, mình chỉ vẽ cái khung sườn phân tử ra thôi. Ở đây mình có 5 C đúng không? Vậy thì mình sẽ vẽ bốn cái gạch nha. 1 nè, 2, 3, 4 là được. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C. Đó, như vậy thôi là đúng cái dạng khung phân tử rồi nha. Tiếp theo thì giờ mạch chính của mình 4C, sau đó rẽ nhánh một CH3 nữa đúng không? Vậy mẹ mạch chính 4C thì mình sẽ rẽ là ba cái đường đúng không? Đủ 4C nè, 1 2 3 4. Tiếp theo rẽ nhánh ở vị trí C số 2. Rẽ ở đây một nhánh, được chưa? Đây là dạng khung phân tử của hợp chất thứ hai ha. Hợp chất thứ ba là vẽ hình dấu cộng cũng được, nhưng mà dấu cộng thì nó sẽ không đúng về mặt lập thể lắm. Mình sẽ vẽ mạch chính 3C trước đi ha. Mạch chính 3C trước nè, sau đó mình sẽ vẽ lên trên này cho nó ra cái hình dạng của hình tứ diện thôi các em. Như vậy thì nó chuẩn hơn về mặt cấu tạo thực tế ha. Còn nếu vẽ dấu cộng thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có đúng với hình dạng thực tế ha. Rồi, vậy chốt lại là C5H12 nó sẽ có ba đồng phân, thì vẽ cho các em xong rồi ha. Một dạng mạch không nhánh đúng không? Hai dạng mạch có nhánh, một cái một nhánh, một cái hai nhánh ha. Rồi, mình xong bài nãy đây nha các em.